Cẩn thận kẹt tay em nhá, đừng nắm tay em. Nắm tay em, kẹt tay em. Ừ, anh suy đã. Chưa rồi. Chưa rồi, không đi chơi đâu, 12 rưỡi rồi. Ngủ chưa thôi. Sao mẹ bảo ngủ chưa lại lắc đầu? Nào nghịch vậy thôi, đi ngủ chưa đi Si ơi. Không á. Nó trèo lên luôn. Vượt ngục. Đầu gì vậy? Nó tự dưng lắc đầu vậy? Si, sao lắc đầu? Vượt ngục. Đấy, đứng gần vào em bé, thò tay ra em bé, vẹo mặt cho. Khóc bây giờ. Đứng lùi ra. Em bé vẹo mặt đó. Nào con nói rõ từng từ nào. Nói vậy em bé học keo em bé ngọng bây giờ. Gọi bạn ngủ rồi. Úi giời, trèo. Trèo tường luôn, ghê chưa? Sao giỏi quá. Nói nhỏ nhỏ thôi Tina. Chưa rồi.